Hello, xin chào anh em. Một ngày cuối tuần đẹp trời. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói về một chủ đề cũ anh em nè. Thôi channel của mình em sẽ nói sao giờ này. Ông này, ông có cái ban này, ông ta nói tới nói lui hoài. Bởi vì hình thấy cái mức độ nghiêm trọng của cái ban này là rất lớn. Đó, và dòng máy này anh em xài rất nhiều. Nên là nếu mình cứ phải đồ tới đồ lui để anh em có duyên anh em xem được bất kỳ một cái clip nào, thì nó cũng đánh đúng được cái trọng tâm, cái điều anh em cần biết ha. Rồi, tiếp tục là câu chuyện 13 Pro Max xanh và trắng màn hình, lỗi kinh điển, lỗi sản xuất bắt buộc phải gặp trên dòng máy này luôn. Đó, sau này anh em mua mới từ đầu hoặc anh em mua cũ, một cái iPhone cái dòng đời của nó rất là cao, nhiều khi 5-6 năm sau cái dòng máy đó vẫn lưu hành trên thị trường. Đó, nên là những cái clip này nó có giá trị trường tồn theo thời gian, bởi vì là lỗi sản xuất thì chắc chắn anh em sẽ gặp thôi. Rồi, hôm nay mình nói về cái lỗi 13 Pro Max xanh và trắng màn, anh em cùng xem hai cái máy này là minh chứng. Đây, dấu hiệu lỗi trắng toát ha. Đây, màn hình hình đã cũ lên, full tính năng. Cả hai cái này, cái bên trái cũ không được, vẫn trắng, cái bên phải thì cũ được. Lý do tại sao cái bên trái cũ không được, nó có một câu chuyện như sau. Máy này bạn trai này ở dưới quê, khi mà bị trắng màn này bạn đã đưa ra dưới quê làm cái giải pháp câu dây. Câu dây không được, xong người ta ép cho bạn một cái cáp màn hình mới cũng không được luôn. Đó, và người ta nghĩ người ta đã làm tròn trách nhiệm rồi. Đó, làm full ban hết bài hết vở rồi. Đưa cho bạn này đưa qua cho mình để tìm cách cứu thử. Thì đúng thật là một cái máy mà đã can thiệp sâu đến nỗi vậy thì mình cũng không cứu được nữa. Và bây giờ bạn trai này chính thức muốn mà xài nó, phải thay màn hình, một bộ màn hình mới chính hãng 100%, bây giờ tầm khoảng 9 triệu hơn. Đó, còn những cái màn tháo máy, những cái màn anh em sửa này sửa kia thì Thịnh không nói. Thịnh căng ke theo cái giá màn hình chuẩn chính hãng mới tinh 100% là 9 triệu hơn ha. À, rồi, quay lại với cái ca này. Cái máy bên phải là cái máy zin mình làm từ đầu, trắng màn y chang như cái này, và mình làm lên ngay lập tức, và độ bền nó là cao. Chi phí ở đây Thịnh công bố luôn là 600.000. Đó, anh em chỉ tốn 600.000 đối với bạn trai bên phải này, còn bạn trai này bây giờ là hơn 9 triệu đồng. Cả hai ban đầu cùng một xuất phát điểm, cùng một lỗi trắng màn luôn. Anh em thấy cái độ chênh lệch nó như thế nào, nó gấp 15 lần ha. Cái chi phí phải bỏ ra gấp 15 lần đó, để cùng có lại một cái máy sử dụng như vậy. Rồi bây giờ Thịnh nói thẳng vào cái mấu chốt luôn. Giống như cái clip này Thịnh để tiêu đề: tại sao có những nơi họ sửa cho anh em cái bệnh mà trắng màn hình này họ không dám bảo hành. Thịnh nói thẳng luôn là không dám bảo hành. Có nghĩa là rất nhiều anh em đưa qua đây cho mình, anh em nói là anh em đi câu dây ở một đơn vị đó, cũng những đơn vị lớn luôn nha, nhận câu phí 500.000 nhưng không bảo hành gì hết. Có anh em về xài được 1-2 ngày, có anh em được 1-2 tuần là nó trắng lại, nó hư lại. Và dĩ nhiên người ta đã nói không bảo hành thì là anh em có quay lại người ta cũng đâu bảo hành, không có hoàn tiền gì hết. Anh em tự tính phương án hoặc là thay màn hình thôi. Đó, lý do người ta không dám bảo hành cho anh em bởi vì cái ban 13 Pro Max trắng màn được xử lý bằng cái cách câu dây đồng đơn thuần như trước giờ chúng ta hay xem ở trên mạng đó. Nó đã bắt đầu đến hồi kết rồi anh em. Hồi kết ở đây có nghĩa là anh em nào làm theo cái cách thức đó, độ bền sẽ cực kỳ thấp luôn. Thậm chí mới có một ngày một đêm thôi nó hư rồi. Nên là họ bắt buộc phải chọn cái phương án là không bảo hành. Đó, nếu mà bên Thịnh làm 600.000, Thịnh bảo hành 3 tháng cho anh em, hỗ trợ cho anh em sau bảo hành. Thực tế kiểm chứng đến giờ cái máy lâu nhất mình làm đến nay là 8-9 tháng rồi, người ta vẫn xài. Đó, tại sao mình dám bảo hành anh em? Bởi vì mình biết nó bền, bởi vì mình biết cách làm của mình làm ra cái máy nó bền, mình mới dám bảo hành. Anh em thấy người ta làm rẻ hơn mình 100.000 mà người ta không dám bảo hành luôn. Có nghĩa là người ta đã biết cái cách làm này của người ta không ổn, chỉ tình thế, chỉ tạm bợ thôi. Đó, nên là người ta phải thống nhất trước với anh em, tôi làm như vậy thôi, không có bảo hành, lên được thì tôi lấy tiền. Đó, anh em hiểu cái lý do tại sao họ không bảo hành rồi ha. Đó, cái gì nó cũng có lý do của nó. Và nếu anh em theo dõi channel của mình, anh em sẽ biết được những điều mà anh em đúng ra anh em không nghe được ở đâu hết trong cái thế giới sửa chữa này. Đó, chỉ có Thịnh chia sẻ với anh em những cái thâm cung bí sử như vậy thôi. Đó, vậy thì mấu chốt ở đây Thịnh nói rõ để anh em hiểu. Ở vị trí người dùng, Thịnh nói với anh em cái bệnh trắng màn hình này với cái cây bên trái này, ngay từ đầu người ta đã đi sai cách rồi. Ngay từ đầu hướng đi đã sai. Ngay từ đầu khi mà anh chọn cái giải pháp câu dây, ở đây không phải Thịnh nói từ chọn mà anh chỉ biết, anh thợ này anh chỉ biết làm theo cái hướng đó thôi. Anh làm xong anh thấy không được,
Đó, nhưng mà thật sự nó không phải là không được, do anh không làm tới, anh không biết cách để mà làm tới. Và khi anh nghĩ là anh làm đúng bài rồi mà cũng không được thì anh phải đi thử một cái giải pháp đào to búa lớn hơn, đó là anh ép nguyên một cái bộ cổ màn hình. Giải pháp đó rất đào to búa lớn, làm nặng nề hơn rất là nhiều. Đó, nhưng mà nó vẫn không được. Thì cái này nó khá giống với cái từ là do anh thiếu chuyên môn cộng với anh quá nhiệt tình. Đó, nó dẫn đến là hư hỏng cái màn hình luôn, hết cú luôn. Nếu ban đầu dừng ở cái chỗ câu không được, trả máy cho khách đi, thì khách đưa qua mình, đâu đó nó vẫn còn cái cơ hội cứu lại. Tỷ lệ cứu lại đối với những trường hợp anh em như vậy thì Hình đánh giá Hình có khả năng cứu lại được tầm khoảng 30-40%. Còn khi mà câu không được rồi, nhảy qua ép cáp luôn, thì tỷ lệ đó nó còn dưới 5%, thấp cực kỳ. Đó, nên là anh em nắm cái bản chất của cái lỗi ha. Cái lỗi này nó rất nghiêm trọng, và bây giờ anh em chỉ cần làm sai, cái người thợ đầu tiên không đủ chuyên môn làm sai thì từ mất 600 anh em sẽ thành mất 9 triệu. Đó là lý do Hình phải hô hào cái lỗi này lên. Anh em thấy nó nghiêm trọng nha. Rồi, vậy bây giờ cái mà Hình dùng cái từ cái thế khó của cái lỗi này đó là như vậy. Có nghĩa là lúc mà anh em mới lộ lên cái giải pháp mà sửa cái bệnh này thì anh em lại thấy nó đơn giản. Thậm chí báo chí lớn, những cái báo chí báo điện tử không có trong lĩnh vực cũng đăng lên bằng một sợi dây đồng có thể cứu được màn 13 Pro Max rồi này kia. Thành ra anh em ngủ quên trên cái chiến thắng đó luôn. Những anh em thợ cũng vậy, nghĩ là tôi biết cách rồi, chỉ cần nối hai cái điểm này nó lại là xong. Đó, nhưng mà tới giờ thời gian bắt đầu 4-5 tháng kể từ lúc cái giải pháp đó nó ra đời, bắt đầu anh em hiểu rồi. Nên từ cái chỗ mà anh em ngày xưa anh em rất là mạnh miệng, anh em nói bảo hành rồi này, chọn đời cho khách, bây giờ anh em phải rút xuống là làm nhưng mà không bảo hành luôn. Đó, thời gian đã kiểm chứng rồi. Ok, anh em hãy tiếp tục theo dõi những vấn đề Hình chia sẻ về quá trình sửa chữa máy ha. Rồi, anh em nào cần sửa ban 13 Pro Max xanh trắng cứ liên hệ trực tiếp, Hình sẽ tư vấn cho anh em. Bye bye anh em.